20 tươi đẹp khi chúng bạn còn đang vui vẻ cắp sách đến trường, thì có một cô gái đã dành những năm tháng tuổi trẻ của mình để chăm lo cho gia đình. Cô gái ấy đã thay cha, thay mẹ để phụng dưỡng bà và nuôi các em ăn học. Ăn cơm đi. Hồi tưởng về khoảng thời gian 6 năm trước, đó có lẽ là những tháng ngày mà cả cuộc đời này Hà Phương cũng không thể nào quên. Năm 2016, sau một thời gian dài mắc bệnh gan và chịu nhiều đau đớn do biến chứng của bệnh tiểu đường, thì bố của em đã ra đi mãi mãi. Chưa được bao lâu, mẹ của em nhận được tin mắc bệnh ung thư phổi. Bầu trời như đổ sụp xuống gia đình nhỏ bé ấy. Cô gái Hà Phương bình thường vẫn mạnh mẽ, cá tính, thì lúc đó cũng chỉ biết khóc thầm lặng lẽ. Cái thời điểm mà mẹ em phát hiện bệnh hiểm nghèo là cái thời điểm mà gia đình em sung sướng nhất. Bởi vì bố vừa như thế rồi, nhưng mà đến lúc mẹ phát hiện ra thì đúng là lúc đấy nhà em gần như sụp đổ. Lúc đấy là chỉ ước một điều rằng là em có thể thay mẹ em gánh cái bệnh đấy. Và nếu như có thể đánh đổi thì em cũng muốn đánh đổi cuộc sống của mình để mẹ em ở lại chăm lo cho em. Trước khi mất, bố của Hà Phương đã trải qua một thời gian dài điều trị bệnh. Vì thế, kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào sự gánh vác của mẹ em. Ngay khi còn đi học cấp 3, Phương đã vừa đi học vừa đi làm. Những ngày nghỉ hè, em lại xin đi làm công nhân thời vụ. Tất cả chỉ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ. Vì muốn mẹ vui lòng và yên tâm điều trị bệnh, Phương cũng rất cố gắng trong học tập. Năm hè lớp 10, mẹ em phát hiện bệnh. Thì lên lớp 11 thì em chỉ có cách là em muốn học. Thì cũng may mắn là lên lớp 11 thì em là một trong những bạn tốt của trường. Thì em nghĩ đấy là một trong những cái đền đáp đối với mẹ em thời điểm đó. Không khiến mẹ em phải lo lắng suy nghĩ nữa. Em học trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh bởi vì nhất là trường gần nhà. Thứ hai nữa là mình sẽ không phải thuê trọ, mình sẽ đỡ được những cái khoản tiền, nói chung là đỡ được khoản nào thì mẹ em sẽ đỡ nặng gánh cái khoản đó. Niềm vui được làm sinh viên đại học nhanh chóng nhường chỗ cho những lo toan gánh nặng. Bệnh tình của mẹ em mỗi ngày một yếu hơn, vừa đi học vừa đi làm, vừa dành thời gian chăm mẹ. Vì thế mà những ngày học tại giảng đường đại học của Phương cũng trở nên bập bõm, bủi đực bủi cái. Cuối cùng, em đã đưa ra một quyết định khiến mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Lúc đấy là mẹ em ốm nặng và phải đi điều trị ở bệnh viện. Và lúc đấy thì nhà không có người, hai em thì còn rất là bé. Thế là em cứ phải đi học rồi xong lúc thời gian rảnh là em lại ra viện, em chăm mẹ em. Và sau một thời gian thì em bị gián đoạn việc học ấy, bởi vì cứ phải đi lại nhiều. Điều kiện kinh tế lúc đấy rất là khó khăn, em quyết định dừng việc học của mình ở đây. Mặc dù là rất là tiếc, nhưng mà vì hoàn cảnh em cũng không thể nào làm khác được. Bởi vì giờ em còn hai em nữa và em muốn là đi làm để lo cho các em cái cuộc sống nó tốt hơn một chút. Bởi vì nó đã rất là thiệt thòi rồi. Thực ra thì tôi rất thương cho cháu, là vì cháu Phương đây là cũng bằng tuổi con trai của tôi. Thì cháu học đại học quản trị kinh doanh nhưng mà phải nghỉ học vì bố mẹ mất. Cũng không có ai chu cấp để cho cháu đi học, rồi buộc cháu phải nghỉ học để đi làm, để nuôi các em. Nó rất là vất vả. Công việc này của bạn ấy đang trong thời gian dịch không được ổn định thì bạn ấy cũng đang làm thêm một công việc khác để kiếm thêm cái nguồn thu nhập là nó ổn định hơn. Bố mẹ mất đi, để lại một khoảng trống quá lớn. Phương luôn thấy các em mình thiệt thòi đủ đường. Nên người chị cả ấy lúc nào cũng cố gắng bù đắp cho các em, cả về tình cảm cũng như mọi thứ khác. Thế nhưng một người chị cả mới ngoài 20 tuổi, bản thân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, đã phải đóng vai vừa làm bố vừa làm mẹ để vừa dạy vừa dỗ các em. Vì thế cũng có lúc không tránh khỏi áp lực. Vì không hiểu được tâm lý các bạn ấy, em đã từng đánh mà em nhớ một lần là đánh bạn bé. Là đến lúc là bạn ấy ức, bạn ấy nắm thật chặt tay, bạn không nói năng gì cả, chỉ nói ra một câu rằng là Phương chả bao giờ để ý đến cảm xúc của em hết. Thế là đến lúc đấy thì em mới hiểu ra một điều rằng là do là bản thân mình chưa
thực sự quan tâm đến em. Đấy là cái cảm xúc của mình đang dồn nén lên nó, và nó cảm thấy là nó không thể chia sẻ được. Thế là mãi đến thời gian về sau này, thì khi mà em thay đổi dần thì các bạn mới chịu chia sẻ với em những cái điều mà các bạn đang nghĩ. Còn trước đấy là các bạn sẽ không nói năng gì cả. Và em chỉ sợ nhất một điều rằng là khi các bạn có chuyện gì đấy mà các bạn giấu, không chia sẻ với. Và sau này em đã phải sửa để không lặp lại cái điều đấy với em nữa. Với người chị cả như Phương, hai em Ngọc Minh và Nguyệt Minh là tài sản lớn nhất mà bố mẹ đã để lại, cũng là động lực để em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Và chính các em gái cũng là ước mơ, là cả thanh xuân của Phương. Ước mơ được học trường đại học mà mình mong muốn, được làm nghề mà mình mơ ước. Ước mơ được có một thanh xuân rực rỡ như chúng bạn cùng trang lứa. Những điều đó Phương đã không thể tự mình thực hiện được, nhưng em đang nỗ lực từng ngày để hai cô em gái nhỏ viết tiếp giấc mơ còn đang dang dở kia. Có lẽ vì thế mà khi có người hỏi đến chuyện tình cảm hay tương lai của bản thân, Phương cũng chỉ gạt đi với lý do giờ chưa phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, phải tập trung lo cho các em trước. Hai bạn ấy là một cái động lực rất là lớn. Em có thể chấp nhận chịu khổ, có thể làm tất cả như hai bạn ấy. Em rất là hy vọng rằng là và cố gắng để làm sao hai bạn đó tiếp tục con đường học hành của mình. Tức là sẽ để các bạn ấy lựa chọn theo ước mơ, để các bạn ấy cố gắng làm sao để các bạn ấy vào được đại học. Em đã thiệt thòi, em rất là muốn là các bạn ấy sẽ có được một cái hành trang bước vào đời tốt hơn. Cái cuộc sống của bạn ấy sau này sẽ tốt hơn em. Là người thân của các cháu, chúng tôi cũng rất là xót xa và cũng rất là hiểu được cái nỗi lòng của cháu, và cũng thấy được là cháu đã sớm trưởng thành hơn so với tuổi và đã biết chăm lo cho các em để các em đỡ thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Cuộc sống côi cút của ba chị em trong những tháng ngày qua là chẳng hề dễ dàng, nhưng với sự cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc, sẻ chia của mọi người xung quanh mà những nhọc nhằn đã vơi đi phần nào, những niềm vui cũng được nhân lên hơn. Từ khi mà đón nhận hai em vào với cái khối lớp 10 ấy, nhà trường miễn giảm các khoản đóng. Thế còn về vấn đề về học thêm, học chuyên đề, không những thầy cô dạy trong lớp và thầy cô giáo ở bộ môn nữ khác, người ta cũng đồng cảm và thương các cháu. Thì các thầy các cô cũng không lấy tiền của các cháu và cũng rất thương yêu các cháu. Ở đây có một số tiền sinh hoạt chung với nhau thì nhà em sẽ định nghĩa và có một số cô bác như là nhà em nhớ thì các cô bác. Nhiều khi thương chị vất vả, Ngọc Minh và Nguyệt Minh đã xin chị cho đi làm thêm, mong có thu nhập phụ giúp chị. Nhưng biết các em chịu nhiều thiệt thòi nên Phương không đành lòng để các em phải vất vả, mà chỉ muốn các em tập trung vào việc học. Còn bao nhiêu nhọc nhằn một mình Phương gánh lấy. Ngoài làm việc tại khu vui chơi, Phương còn tranh thủ bán hàng qua mạng. Thường chị, hai em gái luôn làm hết công việc nhà và chăm sóc thật tốt cho bà nội để chị yên tâm làm việc. Chuyện học hành, các em cũng rất tự giác, không để chị phải bận tâm nhiều. Trong suốt những năm học vừa qua, hai em đều là học sinh khá, học sinh giỏi của trường. Với các em, việc học tập chính là cách tốt nhất các em có thể làm để thay cho lời cảm ơn với những hy sinh của chị mình. Cho mẹ làm mọi tất cả công việc luôn, kiếm tiền cho bọn em ăn học, chăm sóc cho bọn em. Cảm thấy chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, tại vì có những công việc trước giờ chị chưa làm thì giờ chị cũng đã phải làm. Trong khi bạn bè chị đang đi học làm việc bình thường thôi, không phải gánh nặng về cuộc sống, nhưng mà chị lại phải lo cho bọn em và bà. Em muốn chị phải khỏe mạnh hơn, chăm sóc tốt bản thân mình. Cũng mong chị luôn vui vẻ, lạc quan, có sức khỏe bên bọn em. Hơn 20 năm cuộc đời, đó chẳng phải là khoảng thời gian quá dài. Nhưng với Phương, khi đã trải qua những biến cố, những được mất, em đã hiểu rằng hạnh phúc thật mỏng manh và cũng rất đỗi giản đơn. Khi còn bố mẹ, mình hãy cố gắng nói những cái lời yêu thương dành cho bố mẹ thật nhiều. Và hãy trân trọng những gì mình đang có để không phải hối hận với những gì mà mình chưa làm được. Ở đâu đó vẫn có những câu chuyện về người trẻ sống ích kỷ thực dụng. Ở đâu đó vẫn còn những người trẻ đang lạc lối bởi nhiều cám dỗ.
Nhưng trong cuộc sống vẫn luôn có những điều đặc biệt để ta lạc quan và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.